Sáng ngày 18 tháng 7 năm 2020, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Iris đã long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020. Buổi lễ có sự tham dự đông đủ của đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên, Ban giám hiệu nhà trường cùng 200 phụ huynh và các em học sinh. Lễ tổng kết là dịp đặc biệt để nhìn nhận lại những hoạt động và thành tích nổi bật của thầy và trò trường Iris đã đạt được trong năm học vừa qua, cũng như đánh giá về việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2019-2020. Mở đầu buổi lễ, tiến sĩ Bạch Phương Vinh, tổng hiệu trưởng trường Iris, một trong những người đặt nền móng sơ khai cho ngôi trường theo chuẩn quốc tế mang tên Iris, đã điểm lại một số thành tích nổi bật mà thầy và trò nhà trường đã đạt được trong năm học 2019-2020. Bài phát biểu mở màn buổi lễ của tiến sĩ Bạch Phương Vinh đã đem đến những cảm xúc lắng đọng cho toàn hội trường. Năm học 2019-2020 là một năm học lịch sử đối với tất cả các trường học trên cả nước nói chung và trường Iris nói riêng. Đây không chỉ là năm học khởi đầu của trường Iris, mà còn là năm học đầu tiên trong lịch sử học sinh nghỉ Tết kéo dài đến hơn 3 tháng. Điều đó đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới những kế hoạch hoạt động của nhà trường. Tuy nhiên, với sự cố gắng nỗ lực của thầy và trò trường Iris, năm học vừa qua đã khép lại trong những ấn tượng đậm nét cùng những thành quả đầy tự hào. 100% học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở xếp loại hạnh kiểm tốt. Với cấp tiểu học, 64,9% học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện. Với cấp trung học cơ sở, 53,3% học sinh đạt học lực giỏi. Kết quả tích cực của sự đổi mới phương pháp giảng dạy cùng năng lực chuyên môn, sự tận tụy và tâm huyết của đội ngũ giáo viên nhà trường được minh chứng rõ rệt qua những thay đổi về tri thức, đạo đức, thể chất, kỹ năng, tinh thần của các em học sinh sau một năm học. Để ghi nhận và khích lệ những thành tích đã đạt được, nhà trường dành những phần quà nhỏ cho các thầy cô giáo, các tập thể lớp và các em học sinh đạt thành tích tốt. Đặc biệt có 8 học sinh đạt các danh hiệu được vinh danh là Đại sứ Văn hóa, Công dân tự chủ, Người bạn thân thiện và Công dân tích cực. Cũng trong buổi lễ, những kết quả khởi đầu của thầy trò trường Iris đã được thể hiện qua một số tiết mục báo cáo sản phẩm môn học, tái hiện các hoạt động học tập và ngoại khóa của các em. Những thành quả và sản phẩm đầu tay của các Irisers được báo cáo qua hình thức sân khấu hóa. Đó là các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại, tiết mục nhạc kịch, cây vú sữa, dến đèn phiêu lưu ký, những bản piano sâu lắng, tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, báo cáo sản phẩm lập trình game môn tin học. Những thành tích được báo cáo và biểu dương trong lễ tổng kết năm học 2019-2020 của trường Iris là nguồn động viên cho thầy và trò nhà trường để tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong những năm học tiếp theo, để có được những thế hệ học sinh 4.0, những giáo viên 4.0 trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0.